Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vina Shop. Đầu tiên các bạn hãy để bên đây sẽ có cái nút gọi là nút mic mod, các bạn ấn vào. Thì đồng thời ở trên màn hình nó sẽ nhấp nháy cái chữ mic đây. Thì lúc đó các bạn có thể bấm nút feedback hoặc là nút setter cũng được, tại vì đây là hai cái phím điều hướng của nó. Ở đây người ta có cái điều hướng thôi, các bạn có thấy không? Đó. Thì dùng để điều hướng những cái giải tầng ở bên trong trang đi này. Giờ mình làm lại nha. Thì lúc mà nó nhấp nháy thì các bạn bấm nút này. Thì nó sẽ được vào cái giải tầng ở bên trong của cái hàng mic. Ở đây. Nó có chia làm 7 giải tầng. Các bạn để cho đây nha, mình sẽ bấm vào từ. Nó 7 hẹp này. Và cái này là mic hai khu. Có nghĩa là các bạn sẽ tăng cái decibel của cái giải cao lên. Cái decibel của mình cái nó lớn hơn một chút. Đây là low cut thì mình cắt đi giải tầng thấp. Nó sẽ có 3 cái giải tầng bass, đó là 57 hẹp này. 134 và 400. Các bạn có thể coi trên cái catalog của Kemley. Tiếp theo đó là từ 1 kg đến 2 kg rưỡi. Đó là giải tầng trung. Cái tiếng thật của chúng ta. Rồi lên 6.3 và 10 kg, đó là giải tầng drip, giải tầng cao của chúng ta. Còn cái này thì các bạn tâm chỉnh EQ của nó xong rồi các bạn lại chỉnh cái phần này xong được. Thì hiện tại cái bass của mình ở đây thì chúng ta cần chỉnh đi. Chúng ta cắt như thế nào? Chúng ta xoay đi luôn. Cái số càng cao thì tiếng nó càng ổn. Đó. Thì cái này tùy vào cái thiết bị của các bạn đang sử dụng như thế nào. Nó thì mình dùng để 80 thôi, cho tiếng nó có lực hơn một tí. Còn tiếp theo mình nào. Chỉ có cái phần high current này. Thì nó hiện tại nó đang không decibel. Thì tiếng drip của chúng ta, cái tiếng sợi nó hơi yếu. Thì bây giờ mình muốn tăng lên thì mình có thể tăng lên. Alo, alo. Các bạn thấy là cái tiếng sợi nó có vẻ nó lớn hơn đúng không? Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất. Và có ai mua hàng thì giới thiệu shop mình với.